Okay, chẳng chừng to tiếp như là thôi dashboard tầm bay upload mà nói ra dashboard được hạ tại mình page được hạ là back end phải bàn tráng tầm mình tên tới như là người ta chỉ admin page gặp admin cho từ cực chrome website lục cái tầm này upload tầm này đàm được mình tên tới website dynamic như website luôn cái ạ sự static dương thì cứ logo ấy cứ mình lại upload cho mình chọn cái logo nó tự đồ cho là cái code đồ của Pipa tự nông server ở trên này thì chẳng như là thuê cái line admin tầm rạp upload tầm này cho chẳng cho màu application nó nông chạy bỏ như thì đọc nó nông đều như một cái folder mình nó đặt dashboard đặt admin đặt ấy sẽ có bán này rồi bao nhiêu bây giờ làm một ấy thì mình tên tới cái trong ao đặt anh không cần đặt thùng chút rồi la như ngay đâu bây cái mọi cái score cái hạch trôi dẫn này và đây mà đó là lớn ý bây giờ tinh domain HTTPS 100 bạch bảo rõ mình đăng ký đây lấy từng góp bây giờ đại admin nhé copy này copy ở PHP cho mũi được ra PHP đam bao nhiêu mình bootstrap mình ấy thật là ca thử với ấy option á chúng copy mũi đã nồng đi làm bấy như ta xe thì rất mặc cam với thi đài thì đặt bộ nó cứ admin nó cứ mà full website mũi đấy bên tay mình website và hai chỉ website system thì đặt ơi mình cục crawl website một nền website này chấm thay cái bốn cái cứ log in này nhé chấm đôi xuống với tới đặt thằng log in thằng nào bốn cứ thật là log in mà auto cho được cái tên như thế này thì phần trình những cái error trên những open như score log in hay sao open được nó chẳng máu nhưng họ đâu cũng món chưa muốn cháu nữa mọi người đã tha ít ngon cái này đã log in cho mười tài mười đạo chẳng localhost dev slash admin không tôi admin hay login admin folder ở cái folder website folder admin thì login mới tiệt tiếng bootstrap bắt mang một hạt ấy chẳng bởi vì bootstrap đá vì for với tôi tôi chạy for mình tham dự mình đây một phần chi việc up team bootstrap mang tới vừa so với tham gia mình vậy trong mùa hai để sao tại file log in dưỡng vì nó không folder admin hay rcsjs dưỡng vì nó cloud mà folder chẳng chính mà cloud mà folder nhưng cái này nè sọp nè sọp biến đăng ấy chất phí là bạn hãy với chính mà cloud sẵn hay bạn chôn không folder js thì có cs mình chẳng máu theo tới chẳng tiền ban rồi nhỉ này tiền rồi mà này ừ còn ban đấy một tới đi điều khó họ đi lọc in đặt thở ý mất tâm như một cái trại một thiệt đây chân nào chúng to tiếp hiệp trong layout nạp login như username password hay những button login